cửa chứ không phải là cái tay cầm. Nó giúp cho là cái cửa này không có, nếu cái này mình kéo đi á sẽ gãy liền, một lần lòng một lần là kéo được. Cái ghế cao thấp thì cái đời mới bây giờ mới có cái loa này, hoặc là cái đồ di động di chuyển bằng điện tử. Chân phải á, là vừa ga vừa thắng. Okay. Ga thì đập nhẹ thôi, còn thắng thì mạnh hơn cái xíu nhưng mà không thể nào đập đập mạnh như là một lần đụng chỉ là nhẹ nhẹ thôi, là thôi. Bước đầu tiên mày như vậy thì cảm thấy tốt cho những người mới. N là neutral, D là chạy. Mình chỉ biết số chạy thôi trong trong cái bài đầu tiên này, chạy xong về nhà, còn cái số lùi thì từ từ tính. Ví dụ kéo xuống để kéo gì nó không có chạy, mà có cái khóa này, có những cái loại xe có nhiều cái chức năng khác nhau, bấm này hay là cái khóa này, cái xe xe nhập bổn, xe năm hàng thì vài số xe thì ta có cái nút này, nút khóa kéo, xin lỗi, bấm nút này kéo cũng không được, tại vì liên đối với cái chân, cái an toàn là phải đạp thắng xuống, khóa này nó mới hoạt động, kéo xuống chứ đề trở lại, tí nữa học cái bài đó rồi đấy, rồi xong trở lại tay chọn tay là tay này qua tay này, đó, tay này qua tay này, tay chọn tay, ok, một lần giải thích chung, một lần thực hiện hai năm 1990 tới giờ thì xe nó có hỗ trợ, một lần nghĩa là nó tự trợ. Cố gắng quay xong, cố gắng tự động trở lại, cố gắng tự động trở lại nếu mình sẽ có cái động lực, chứ không phải là cua đi đánh vậy. Đó là cái cách căn bản là tay chọn tay, đó là một cách tốt nhất sau bây giờ. Cách thứ hai là cách thứ hai không có hiệu lực, đa phần những người không đã làm được là đẩy kéo, đẩy kéo là cách đó nhiều nước xài theo cái cơ chế căn bản người ta cũng sử dụng, không cách đẩy kéo tay, kéo tay chọn tay, tay chọn tay, à tay kéo tay, kéo vô lăng, thì cái cách đó không có hoàn hảo bằng cái cách tay chọn tay, tay mình qua. Ok, rồi tới phi em gái mình thử ha, mình cũng đẹp. Trước tiên mình chỉnh ghế cho nó vừa cái cỡ mình, ok, kéo đó lùi về sau, kéo trước đó là cái ghế cái lưng thì sao, cái lưng nữa, cái lưng nữa. Ok, chỉnh cái lưng cho vừa
cự ly nào cho đúng cái bộ lăng, cái tay mình trước tiên để thẳng lên trên, để thẳng lên trên trước đó. À, ngồi thư giãn vừa đụng cái ghế thôi, hơi xa như vậy, hơi xa kéo lại gần xíu, cái còn ghế tới gần một xíu, có thể kéo ghế, có thể kéo không kéo cái nguyên cái ghế hoặc là cái lưng. Ok, rồi tay đến hai bên, kéo tay lên. Cái chân trái để đâu? Cái đây, cái là cái bàn chết mình không cắn ấy. Rồi đó. À, chân phải thì vừa gà vừa thắng, thử đập thắng. À, thử đập gà. Gà rất nhẹ phải không? Thắng mạnh. À, thử đập ba mấy? À, giống như đập ba xe tay ga thôi. Nổ xuống thì nó cành 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 mấy rung lúc nó mới thả ra. Nổ đi, thử đi. Thử đi. Thôi đến mạnh dạn đúng đó, mạnh dạn xe nó không chạy đâu, rồi thả ra, xe nó bị quá số rồi cho nên không có số, không có chạy. Rồi làm quay vô lăng thử lên, quay vô lăng thử chỗ nào trong phạm vi này, hoặc là hai bên bấm thử bằng cái ngón bàn tay, không phải ngón tay, bàn tay nguyên đó, bàn xuống đó là cái bước đầu tiên. Còn một vài, còn cả nhiều cái nữa. Chỉnh kính chiếu hậu ra sao thì kính chiếu hậu chỉnh đó là mình phải có thấy thùng xe của mình trong, thấy cái thùng xe của mình trong kính tài khoản là từ 1 cm cho tới 2 cm. Cái đó là cái khác nữa, một cái bài khác. Bây giờ căn bản là chiếc xe như vậy, đi là phải cài dây an toàn, chặt coi cài dây, cái dây đâu. À, lấy từ bên trái. Cái dây phải đưa qua cái vai chứ không phải để dưới tay. Đó là cái cách bắt đầu lên xe, cái cách đầu tiên để cho đi xe.